À, cuối cùng thì hoa đã nở, đẹp không? Hoa sứ nhìn nhìn chung là rất là đẹp, thích lắm, thích nên mới mua, đúng không? Nhìn hoa đẹp, để hôm nào mình có biết một chỗ bán cái củ sứ này nè. Thấy trên mạng nó bán củ thô, có nghĩa là họ làm ra cái củ như vậy thôi, nhưng mà chưa có ghép. Thì một củ như vậy họ bán là hình như là 28.000 một củ. Để hôm nào liên hệ mua thứ, mua xong về mình sẽ lấy cái bo này, và mình cắt, mình tập, mình ghép. Thấy trên mạng hướng dẫn cách ghép cũng đơn giản lắm mà chưa thực hành lần nào. Thì để bữa nào tà lanh tà lẹt mua về ghép chơi. Thì nếu mà ghép được thì mình sẽ up video lên chia sẻ với các bạn. À, chúc các bạn buổi chiều vui vẻ nhé. Nó ra được cái hoa nè.